Trung Quốc phong tỏa nền kinh tế trả giá vì chiến lược không Covid. Ba thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu năm 2022. Thưa quý vị, chiến tranh lạm phát và bây giờ Trung Quốc đã thấy được trước phong tỏa vì Covid. Đó thực sự là một cơn bão với chuỗi cung ứng toàn cầu, khách hàng hóa và nguyên liệu từ các quốc gia khác đến được với bạn và tôi. Khoảng 1 phần 3 năng lực sản xuất của thế giới đặt tại Trung Quốc, nên khi sự gián đoạn diễn ra ở đây là một vấn đề nghiêm trọng nếu bạn đặt mua qua mạng thứ gì đó, rất có thể là nó được sản xuất tại Thâm Quyến. Thành phố 17,5 triệu dân nằm ở phía đông nam, nơi có khoảng một nửa số nhà sản xuất bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc đặt trụ sở. Khi Thâm Quyến bị phong tỏa 6 ngày từ ngày 13 tháng 3, do số ca nhiễm Covid tăng đột biến, đã gây ra một sự chấn động đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Nhiều tỉnh và các thành phố lớn khác như là Thượng Hải, Cát Lâm và Quảng Châu cũng đã bị đóng cửa sau đó. Theo Project 44, công ty theo dõi việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu, số lượng tàu hàng đang nằm chờ tại một số cảng của Trung Quốc đã tăng lên. Chúng tôi thấy số lượng tàu chờ bên ngoài cảng Diêm Điền, cảng xuất khẩu chính sang châu Âu và Bắc Mỹ, tăng 28,5%. Adam Campbell, phó chủ tịch cấp cao của Project 44 đã cho biết, cảng Diêm Điền đã từng bị đóng cửa do Covid-19 vào năm ngoái, đã gây ra một đợt giao hàng trễ lớn vào dịp Giáng sinh, các biện pháp phong tỏa được đưa ra vào thời điểm sản lượng sản xuất từ Trung Quốc đang trong giai đoạn phục hồi sau kỳ nghỉ Tết vào hồi tháng 2. Tuy nhiên, cho dù các chính sách phong tỏa rất quyết liệt, nhưng ít nhất là hầu hết các đợt lockdown đều không kéo dài quá lâu. Đó là một con dao hai lưỡi, Trung Quốc đóng cửa rất nhanh và gây ra những gián đoạn, nhưng sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường, tương đối nhanh chóng. Stephen Lin, giám đốc phòng thương mại Anh tại Trung Quốc đã nói, các công ty dường như cũng đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều cho lần này. Chúng tôi đã từng chứng kiến những đợt phong tỏa trước đây, nên các công ty đã áp dụng việc quản lý chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn, ông Glenn đã cho biết. Chẳng hạn gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã mua thêm hàng tùng kho ở Trung Quốc để chuẩn bị cho bất kỳ lệnh phong tỏa nào, trong thời gian số ca nhiễm do biến chủng Omicron tăng mạnh. Người phát ngôn của Amazon đã nói với BBC, chúng tôi có thể chống lại những đợt phong tỏa này bằng cách chuyển hàng hóa có sẵn đến các kho hàng lân cận của chúng tôi trong khu vực. Một ví dụ khác là Foxconn, nhà sản xuất iPhone cho Apple, công ty này đã cố gắng chuyển việc sản xuất sang các địa điểm khác, trong khi vẫn tiếp tục hoạt động, bằng cách là yêu cầu các nhân viên sống và làm việc trong một khuôn viên bong bóng khép kín. Đang Quan, kinh tế trưởng tại ngân hàng Hansen China đã nhận định rằng, điều đó có thể dễ dàng hơn đối với Falcon. Nhưng với nhiều nhà sản xuất khác thì họ phải phụ thuộc vào việc vận chuyển các bộ phận khác trong cùng một khu vực vì di chuyển thật sự khó khăn vì việc vận chuyển bên trong Trung Quốc cũng có thể bị gián đoạn. Tình hình hiện tại đã dấy lên sự chú ý vào chiến lược không Covid hay là loại bỏ Covid mà Trung Quốc đã theo đuổi. Vào ngày 17 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố nước này sẽ tuân thủ chính sách của mình. Nhưng trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo cấp cao, ông cũng đã nhấn mạnh rằng các biện pháp đối phó với Covid không được gây ra tổn thất lên nền kinh tế. Nếu Trung Quốc tiếp tục với chiến lược Covid bằng không hoặc là gần bằng không, thì có thể nền kinh tế nước này và người tiêu dùng trên toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều công ty đang suy nghĩ lại về vị trí của họ trên thị trường Trung Quốc sau khi có những dấu hiệu cần có chi phí gia hạn. Alvin Yi, e, giám đốc điều hành của hãng vận tải container Halio, lớn nhất Singapore đã tin rằng ngành công nghiệp này đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều bằng cách là xem xét các lựa chọn khác ngoài Trung Quốc. Rất nhiều người đã đa dạng hóa nguồn lực và kế sách của họ, chứ không bỏ tất cả trứng vào trong một giỏ. Từ quan điểm của một nước ở Đông Nam Á, chúng tôi nhận thấy có một số nhà máy ở Việt Nam, Malaysia và Indonesia có sự gia tăng đơn đặt hàng. Ông Alvin đã cho biết. Peter Shen, nhà phân tích chính tại Senita đã bày tỏ sự đồng tình. Kế hoạch dự phòng của các công ty bao gồm tăng lượng hàng tồn kho, thiết lập các cơ sở sản xuất ở các nước láng giềng, hoặc là chi nhiều tiền hơn để mang việc sản xuất tới gần nơi có khách hàng chính của họ. Michael Hart, thuộc phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc đã cho biết, một số thành viên của tổ chức này đã suy nghĩ về việc chuyển hoạt động, mặc dù số lượng này vẫn còn rất ít. Nhưng trong số những người đã và đang nghĩ đến việc di chơi, có 22% trích dẫn hạn chế liên quan đến Covid vào năm ngoái, tăng 5% so với năm trước. Thưa quý vị, năm 2022 được dự đoán là một năm khá khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Và năm 2022 có thể nói là một năm tồi tệ đối với các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow và S&P 500 đã từng giảm hơn 10% so với mức đỉnh và bước vào giai đoạn điều chỉnh. Cho đến nay thì năm 2022 chỉ số Dow đã giảm khoảng 5% và Nasdaq đã giảm hơn 12%. Thị trường chứng khoán luôn là một cửa sổ của nền kinh tế, đã cho thấy các nhà đầu tư đang hoài nghi và lo lắng về việc triển vọng kinh tế năm 2022 những thách thức trong năm 2022 có thể được chia thành 3 khía cạnh để thảo luận Thách thức đầu tiên là đại dịch bắt đầu vào năm 2020, cho đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn Mặc dù đại dịch toàn cầu nhìn chung đã giảm, nhưng số ca được xác nhận đạt đỉnh là 3,72 triệu vào ngày 20 tháng 1 và giảm xuống 2,23 triệu vào ngày 22 tháng 3 Trong số đó, số trường hợp được xác nhận mới nhất ở Hoa Kỳ là khoảng 39.000 thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 880.000 vào tháng 1. Tuy nhiên, Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc đang trải qua một đợt bùng phát lớn và nhiều thành phố như là Cát Lâm, Thâm Quyến và Thượng Hải đã phải đóng cửa. Dịch bệnh ở Hồng Kông đã không kiểm soát được, các khu bệnh viện đã trở thành phòng xếp xác chết và các thùng chứa hàng hóa trở thành nhà xác, đồng thời cũng đã gây ra tình trạng khan hiếm quan tài. Hàn Quốc có thêm 620.000 ca mỗi ngày vào ngày 16 tháng 3 một ngày, trung bình là 387.000 ca trong 7 ngày. Ngay lập tức đã trở thành khu vực có nguy cơ lan nhiễm rất cao trên thế giới. So với năm 2020 và 2021, sự hoang mang của công chúng toàn cầu và các nhà đầu tư về đỉnh dịch đã giảm dần. Nhưng các biện pháp đóng cửa gần đây của Trung Quốc có thể một lần nữa đã tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Và các chuyên gia đã lo ngại rằng môi trường lạm phát toàn cầu sẽ tiếp tục xấu đi trong ngắn hạn. Thái thứ thứ hai là tham vọng xâm lược Ukraine bị thổi phồng quá mức của ông Putin đã khiến cho phe dân chủ toàn cầu tỷ chai Nga. Giá dầu quốc tế tăng nhanh chóng mặt, vượt qua mốc 100 đô la Mỹ một thùng, trong khi Nga đã trả đũa bằng các biện pháp đáp trả, ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng xuất khẩu chất bán dẫn và ngũ cốc. Đã 23 ngày kể từ khi Nga xâm lược Ukraine và cuộc chiến hiện đang đi vào bế tắc, Hoa Kỳ và Anh đã dự đoán rằng Nga sẽ không thể cầm cự trong vòng 10 ngày nữa và Ukraine dự kiến sẽ ký một thỏa thuận hòa bình chậm nhất là vào tháng 5. Hầu hết là các chuyên gia tin rằng Ukraine và phương Tây sẽ có một cơ hội giành chiến thắng vào thời điểm này. Và câu hỏi tiếp theo là có thể làm thế nào để buộc chồng Putin từ chức trước khi các lệnh trừng phạt gần đây đối với Nga có thể được nới lỏng. Tuy nhiên, trước lúc đó, ông Putin như là một con thú bị thương. Nếu ông ấy trở nên điên cuồng và cố gắng chiến đấu, thì chiến tranh sinh hóa và chiến tranh hạt nhân vẫn khó bị loại trừ. Lúc đó thì chiến trường ở châu Âu sẽ còn kinh hoàng hơn nữa. Thách thức thứ ba là tình hình lạm phát toàn cầu đang nghiêm trọng. Cục dự trữ liên bang Fed đã bắt đầu tăng lãi suất thêm một thước Anh, tương đương với 0,25%, và ước tính sẽ tăng lãi suất thêm 6 thước nữa vào năm 2022. Bị ảnh hưởng bởi điều này, báo giá mới nhất của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ là 2,167%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2019 vào tháng 1 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái và vào tháng 2 đã tăng lên 7,9%. Cả hai đều tiệm cận mức lạm phát cao nhất trong 40 năm. Một số chuyên gia ước tính rằng giá tiêu dùng của Mỹ có thể tăng lên gần 10% trong tháng 3 do tác động của giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của kỳ hạn cơ bản cao sau quý 2 năm ngoái, nên tình hình lạm phát trong quý 2 năm nay sẽ giảm dần. Nếu tỷ lệ lạm phát có thể giảm xuống khoảng 3% vào cuối năm 2022 thì sẽ hạ cánh nhẹ nhàng. Nếu tỷ lệ lạm phát vẫn duy trì trên 6% thì đây sẽ là một cuộc hạ cánh khó khăn. Có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục lập trường tăng lãi suất diệu hầu vào năm 2023. Tác giả bài viết đã cho rằng ba thách thức nêu trên thật sự có một mối liên hệ với nhau và chúng đều xoay quanh vấn đề lạm phát. Đại dịch đã gây ra căng thẳng chuỗi cung ứng, đã khiến cho lạm phát tăng cao. Cuộc khủng hoảng Ukraine cũng đã khiến cho giá dầu tăng vọt, trực tiếp dẫn đến lạm phát gia tăng. Nhiều người đã chỉ tay vào cục dự trữ liên bang khi lạm phát toàn cầu đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ nửa cuối năm 2021 và cho rằng cục dự trữ liên bang đã đánh giá quá thấp sức mạnh của lạm phát trong giai đoạn đầu. Và bây giờ thì họ đã chỉ có thể bù đắp bằng cách là tăng lãi suất sau thực tế. Tác giả cũng đã tin rằng, ngay cả khi cục dự trữ liên bang tăng lãi suất, nó chỉ có thể giải quyết một số yếu tố lạm phát từ phía tiền tệ. Trong khi các yếu tố lạm phát do chủ cung ứng gây ra, phải mất một thời gian để tự giảm bớt. Bởi vì giá cao hơn sẽ thu hút nhiều nhà sản xuất hơn, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến giảm giá. Điều này cũng đã đối ứng với chất bán dẫn, dầu thô và vận chuyển container. Và vấn đề thiếu hụt nguồn cung sẽ sớm được giải quyết trong vòng 2 đến 3 năm. Năm 2022 có thể nói là một năm hết sức khó khăn đối với hoạt động của các nhà đầu tư toàn cầu đồng thời cũng là năm then chốt của nền kinh tế toàn cầu. Sau đại dịch lạm phát, buộc phải thắt chặt tiền tệ, chỉ thông qua việc lựa chọn cổ phiếu thận trọng mới có thể tránh được rủi ro so môi trường hỗn loạn. Cổ phiếu liên quan đến dầu thô và cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao sẽ là một lựa chọn hàng đầu và thực hiện hoạt động phòng thủ khi mua giảm giá sẽ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng lạm phát toàn cầu vào năm 2022. Kính thưa quý vị, một tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tâm trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.